Này, giấu cái gì trong túi áo ấy? Đưa ra. Ui, cái gì đây? Chưa hết đâu. Máy gì đấy? Acer ZenBook UX325. Và đó, đây chính là chiếc Acer ZenBook UX325. Với những cái đặc điểm nó rất là đáng tiền thì hôm nay mình sẽ review cho anh em để xem là nó có đáng mua hay không nhá. Anh em ơi! Đầu tiên chúng ta hãy nói với nhau về phần cấu hình trước đi. ZenBook UX325 thì đang sở hữu một con chip mới nhất của Intel. Đó là con chip Intel thế hệ thứ 11, 1135G7. Và cái phiên bản mình đang có ở trên bàn đây thì nó là 8GB RAM và kèm với đó là 512GB SSD. Với một cái ngoại hình mỏng nhẹ như này thì chắc chắn rằng là nó không phải là một thiết bị nó lý tưởng để các bạn có thể chọn để chơi game rồi. Thế nhưng với một cái cấu hình mà mình vừa kể cho các bạn, nếu như các bạn làm những cái tác vụ như là soạn thảo văn bản này, edit ảnh này, hay là những cái video khoảng 30 giây ở trên TikTok ấy, thì mình chắc chắn với các bạn rằng nó hoàn toàn có thể phục vụ tốt cho các bạn luôn. Và thậm chí là mình có thể mở được 30 cái tab Chrome ở trên cái chiếc UX325 này. Với Intel thì chất lượng luôn là thứ mà họ đặt lên hàng đầu. Cho bạn nào chưa biết thì vừa qua, hãng này có tổ chức một cái cuộc thi có tên là Intel Check Contest để mà tìm ra những cái CPU có tuổi thọ lâu đời nhưng mà hiệu năng vẫn tốt. Và phần thắng đã thuộc về một con chip có tuổi thọ lên đến là 24 năm, đó chính là con chip Intel Pentium 2. Và quay trở lại với chiếc máy của chúng ta, theo như mình nhớ thì giá của chiếc UX325 này trên thị trường hiện nay đang khoảng là hơn 20 triệu đồng. Ngày trước thì với cái mức giá trong khoảng 20 triệu đồng ấy, chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến rằng là một chiếc laptop có màn hình OLED được. Thế nhưng mà năm nay thực sự là Acer họ đã chơi rất lớn với cái chiếc UX325 này. Với cái khoảng giá là khoảng hơn 20 triệu đồng một chút thôi thì chúng ta đã có được một cái màn hình OLED Full HD này với cái độ bao phủ màu là 97% sRGB. Và với cái thông số này thì mình chắc chắn là chúng ta đã có thể là thiết kế từ cơ bản cho đến nâng cao hơn một chút rồi. Và màn hình OLED thì các bạn cũng biết rồi, đặc điểm của nó là màu sắc sẽ rất là đẹp. Và thực sự thì khi mà mình xem những cái video nhá, cái màu sắc của nó nhìn nó rất tươi và nó rất là sống động. Đặc biệt là ở trên chiếc UX325 này, nó còn có một cái công nghệ đó chính là Nano S. Tức là ở cái phần viền màn hình ấy, nó sẽ làm rất là mỏng. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn này, cái phần viền trên cũng như là viền hai bên ấy, nó rất là mỏng. Và chia sẻ các bạn một chút về cái trải nghiệm cá nhân của mình. Đó là ban đầu nhá, khi mà mình sử dụng cái chiếc máy này thì mình có một câu hỏi là tại sao nó lại cái màn nó lại hơi vàng vàng như này. Thì khi mà tìm hiểu ra mình mới biết rằng là ở trên chiếc UX325 này thì Acer họ đã giảm đi cái lượng ánh sáng xanh ở trên chiếc máy tính này. Và cái việc mà giảm đi ánh sáng xanh ấy thì nó sẽ rất là tốt cho thị lực các bạn. Đặc biệt là những bạn thường xuyên phải ngồi máy tính lâu như mình hoặc là những bạn thường xuyên phải làm đêm thì đây sẽ là một điều vô cùng tốt cho cái thị lực của chúng ta. Và ngoài việc là có một cái màn hình OLED rất là đẹp ra thì cái điểm mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là thiết kế, đúng không ạ? Trong những năm gần đây thì ZenBook của Acer là một trong những cái dòng máy mình thấy rằng là đang nổi trội rất là nhiều. Khi mà nhắc đến ZenBook thì chúng ta nhắc đến sự sang chảnh, sự nhỏ gọn và sự mỏng nhẹ, đúng không ạ? Và cái chiếc ZenBook UX325 của mình nó là một điển hình cho cái dòng ZenBook này. Nó chỉ có độ dày là 13,9mm mà thôi. Thực sự nó rất là mỏng luôn anh em ạ. Và về cân nặng, theo như mình tìm hiểu được nó là 1,11kg. Một cái con số nó rất là đẹp, đúng không? Và với một cái ngoại hình cũng như là một cái kích thước nó nhỏ gọn như thế này thì mình hoàn toàn có thể là mang đi rất là dễ dàng và cũng thể là làm việc ở rất là nhiều nơi bởi vì nó rất là mỏng và rất là nhẹ mà. Và có một cái phần mà mình cực kỳ thích ở trong thiết kế của cái chiếc UX325 này. Bây giờ anh em nhìn vào cái phần bàn phím này nhá. Nó hoàn toàn không có cái phần phím số, đúng không? Thế nhưng nếu như anh em nhìn xuống phía dưới một chút ở cái phần trackpad này thì Acer họ đã trang bị cho anh em một cái phần phím số ảo ở ngay trong cái trackpad của chúng ta. Nó rất là dễ để cho anh em có thể thao tác. Đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn bởi vì là Acer họ đã tận dụng được cái phần trackpad này để có thể là làm cái phím số ảo. Và hơn thế nữa là cái kích thước của máy nó vẫn được giữ nguyên mà chúng ta vẫn có một cái phần phím số ở đây. Và về cổng kết nối thì theo như mình đang thấy ở đây, ở bên phần bên cạnh phải của máy thì nó sẽ có một cái cổng USB Type-A này, một cái cổng để có thể là cắm thẻ nhớ. Ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4. Anh em có thấy nó thiếu cái gì không? Thiếu một cái jack 3.5mm, đúng không? Mình biết rằng là ở năm 2021 thì mọi người đã sử dụng rất là nhiều những cái chiếc tai nghe Bluetooth rồi. Thế nhưng mà thực sự với mình thì một chiếc máy tính, một chiếc laptop nó nên có một cái jack 3.5mm. Và có lẽ là Acer họ đã hình dung ra cái điều này. Vậy nên là khi mà anh em mua về ấy, ở trong hộp của chiếc máy này, họ đã tặng cho anh em một cái adapter để chuyển từ C sang 3.5mm rồi.
Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng những cái chiếc tai nghe dây của mình nhá. Để mà có được một cái thiết kế nhìn nó trang xả như thế này thì chắc chắn là cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng phải làm từ một cái chất liệu rất là sang chảnh rồi. ZenBook UX 325 thì được làm hoàn toàn bằng nhôm, và ngoài cái phần bàn phím ra ấy thì có lẽ cái phần được làm bằng nhựa duy nhất ở trên chiếc máy này đó chính là cái phần viền màn hình mà thôi. Anh em có công nhận với tôi rằng là những cái thiết bị mà được làm bằng nhôm nguyên khối ấy, thì bao giờ trông nó cũng sẽ rất là xịn xò. Đặc biệt là khi mà anh em đi cà phê nhá, anh em đặt lên bàn một cái chiếc máy trông nó mỏng nhẹ như một quyển vở. Thế xong rồi, cái chất lượng hoàn thiện của nó nhìn nó cũng rất là sang chảnh nữa. Thì chắc là mọi người nhìn và anh em sẽ phải thêm một cái chữ đằng sau tên riêng của mình. Anh em biết chữ gì không? Bảnh. Và ngoài ra thì cái phần bản lề ở trên cái chiếc máy này cũng là một cái phần làm cho mình rất là bất ngờ. Với một cái trọng lượng nó chỉ là 1,11 kg, thế nhưng mình hoàn toàn có thể là mở nó lên bằng một tay như thế này. Đấy, anh em thấy xịn không? Xịn thế còn gì nữa. Và khi mà anh em mở cái phần bản lề này lên thì cái chiếc máy của chúng ta nó sẽ được nâng lên một góc khoảng là 2,5 độ. Asus họ gọi đây là cái bản lề Ergolith. Nó sẽ giúp cho anh em là gõ phím nó sẽ sướng hơn này, và nó sẽ dễ dàng tản nhiệt hơn, bởi vì là ở phía bên dưới này là cái phần tản nhiệt của máy này. Đó. Với một cái thiết kế mỏng nhẹ như thế này thì tưởng chừng như là thời lượng pin sẽ không phải là một thứ mà chúng ta mong đợi được quá nhiều. Nhưng mà thực sự là Asus ZenBook UX 325 nó đã làm mình rất là ấn tượng. Với cái độ sáng mình đặt là khoảng 150 nits, và làm những cái tác vụ cơ bản hàng ngày mình hay làm là viết văn bản này, chỉnh sửa ảnh này, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng được khoảng 10 tiếng. Đây là một con số đã quá đủ với mình rồi. Mà mình nghĩ rằng là anh em cũng không cần phải mang theo sạc khi mà đi làm đâu, bởi vì rằng là 10 tiếng đã quá đủ một ngày làm việc với anh em rồi, đúng không? Nói kỹ hơn một chút về phần bàn phím nhá, thì bàn phím của UX 325 theo như mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là nó có một cái độ nảy khá là tốt. Cái hành trình phím của nó thì cũng rất là sâu. Ban đầu khi mà sử dụng ấy thì mình mất khoảng 1 cho đến 2 tiếng để làm quen với cái bàn phím này. Bởi lẽ là thông thường mình hay sử dụng là màn hình 15.6 inch thì khi mà chuyển qua những cái chiếc laptop có 13.3 inch này thôi thì nó sẽ hơi khó làm quen một chút. Thế nhưng mà sau khi đã quen rồi thì mình rất là thích cái trải nghiệm gõ phím ở trên đây, bởi vì là phím nó rất là mềm, anh em gõ nó rất là sướng. Và đặc biệt là nếu như bạn nào thường xuyên phải làm đêm thì cái phần bàn phím này nó cũng có cái phần LED phím cho các bạn, để chúng ta có thể là làm đêm một cách dễ dàng hơn. Và như mình đã chia sẻ với anh em ở đầu video, cái phần trackpad này thì nó sẽ rất là rộng và anh em sử dụng sẽ rất là sướng. Và ngoài ra thì nó còn được trang bị thêm một cái phần phím số ảo ở đây nữa. Vì vậy nên nó sẽ rất là thuận tiện cho những bạn mà thường xuyên phải sử dụng những cái tác vụ nhập liệu như là Excel chẳng hạn, thì cái bàn phím số này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Để mình điểm qua cho các bạn những cái điểm mạnh của chiếc máy này nhá. Nó có thiết kế đẹp này, nó có một cái màn hình cũng rất là xịn sò này. Thế nhưng chưa hết, chúng ta còn có một cái loa rất là hay nữa. Ở trên cái phần thân của máy nó có một cái dòng chữ là Soundbite Hamakadon. Đây là một cái thương hiệu mà đã rất là quen mặt tại thị trường Việt Nam rồi. Và thực sự thì cái chất lượng âm thanh ở trên cái chiếc UX 325 này mình rất là ấn tượng. Cái phần loa nhá thì nó sẽ được làm dàn ra ở hai bên, vì vậy nên là anh em sẽ có một cái cảm giác là nghe nó sẽ trải đều hơn. Và âm thanh của nó khi mình nghe nhạc nhá thì nó sẽ rất là trong trẻo, và âm bass của nó thì cũng rất là đầy đặn. Vậy nên đây là một cái chiếc máy mà mình đánh giá là nó rất là toàn diện trong cái khả năng là xem phim này, giải trí và làm việc của anh em. Vậy thì với những cái đặc điểm mà mình vừa mới kể trên cho anh em thì cái chiếc UX 325 này nó sẽ phù hợp với ai? Một thiết kế mỏng nhẹ này, một cái màn hình OLED đẹp này và một chiếc loa rất là hay, thì nó sẽ phù hợp cho những bạn làm công việc như là làm truyền thông này, làm văn phòng, làm marketing như mình. Với nhu cầu của mình thì mình thường là soạn thảo văn bản này, mình hay edit ảnh này. Và thi thoảng thì mình đã chia sẻ với các bạn mình có edit video TikTok của anh em TV nữa. Thì mình thấy rằng là cái hiệu năng của chiếc máy này nó hoàn toàn phù hợp với một người làm công việc là content creator như mình. Còn nếu như bạn đang tìm một chiếc máy để có thể là chiến game này, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên tìm một chiếc máy khác có card màn hình rồi. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn. Và nếu như mà anh em đang quan tâm đến chiếc Asus ZenBook UX 325 này thì mình sẽ để đường link phía dưới cho anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.